Các bạn ơi, các bạn nhìn này, đây là một đội quân người cameraman đó các bạn ơi. Các bạn nhìn đi. Ui các bạn ơi, nhiều chưa, có cả một đội quân luôn, chỗ này phải đến 100 người luôn các bạn ạ. Ai cũng được trang bị vũ khí rất là mạnh đó các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy chưa, ui các anh thật là ngầu đấy. Các bạn xem này, các bạn thấy chưa, ui cả một trần nhà là toàn là người đầu camera thôi, phải 100 người. Các bạn ơi, ui các bạn ơi khoan, các bạn nhìn kìa, ui dưới kia là những tên Kirby Toilet các bạn ơi. Ôi không, các bạn xem đi, bọn chúng sao lần này ném Kirby Toilet quân đội thế. Có cả tên Kirby Toilet chùm cuối kia các bạn ơi. Wow, các bạn xem này, đấy các bạn thấy chưa, có 4 tên Kirby Toilet quân đội các bạn ạ. Wow, các bạn nhìn thấy chưa. Ui các bạn nhìn kìa, ở dưới kia có một tên Kirby Toilet bé con các bạn ơi. Không biết hắn là gì mà hắn này đứng ở đó các bạn ơi. Nhưng các bạn đừng lo, tuy kẻ địch rất là mạnh đấy, nhưng bọn mình có một đội quân cũng rất là mạnh. Đội quân cameraman đều được trang bị vũ khí siêu cấp VIP các bạn ơi. Nên là các bạn đừng lo nha, nếu các bạn muốn chúng mình có thể giành được chiến thắng đánh bại Kirby Toilet thì các bạn ơi hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh giúp đỡ bọn mình nha các bạn nha. Đấy, nếu các bạn ấn like, ấn đăng ký kênh thì mình nghĩ là chắc chắn chúng mình có thể giành được chiến thắng thôi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn ấn like, ấn đăng ký kênh nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đếm từ 1 đến 3 nha các bạn nha. Nếu bạn nào chưa ấn like thì ấn like giúp bọn mình có thể đánh bại được bọn Kirby Toilet nha. Mình bắt đầu đếm này. 1 2 3. Ok các bạn ơi, nhân BB đếm xong rồi đây. Các bạn ấn like ủng hộ mình nha. Wow, ở đây còn có cả anh người đồng loa nữa các bạn ơi. Đấy. Và các bạn ơi, nếu các bạn muốn bọn Kirby Toilet này giành chiến thắng ấy thì các bạn ấn phím 2 nha các bạn nha. Nếu các bạn muốn người cameraman thắng thì các bạn ấn phím 1 nha. Nhân BB đang xuống đây các bạn ơi. Xuống đây xem nào, bọn Kirby Toilet, bọn chúng có đông quân không các bạn ơi. Ui các bạn nhìn này, toàn mấy tên Kirby Toilet đầu trọc thôi. Wow, các bạn nhìn đi. Ái da da, ghê đấy, ghê đấy. Còn đây chính là tên Kirby Toilet Trà Châu các bạn ơi. Tên này nắm mồm lắm, hắn 2H lắm các bạn ơi. Đấy, mồm hắn to nhất ở đây luôn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn biết tại sao tên này được chỉ huy cả một đội quân không các bạn ơi? Vì tên này được tên đại ca kia, tên chùm cuối kia đấy bảo kê, phong cho tên này tên tướng các bạn ơi, để chỉ huy cả một đội quân này. Kirby Toilet đầu chọc đấy các bạn ạ. Ấy các bạn thấy chưa, ấy ghê ghê ghê. Để mình đếm xem là bọn Kirby Toilet này có bao nhiêu người nha các bạn nha. Ai ui, nhưng các bạn nhìn kìa, đây này, tên này mạnh nhất đây này các bạn này. Tên này là tên đại ca chùm cuối và sau đó là có mấy cái tên Kirby Toilet quân đội nó, bọn chúng cũng mạnh đấy các bạn ơi. Thế phải kinh chưa. Tên này thì tên Trẻ Trâu này thì không tính tiền gì, hạn yếu thôi các bạn ạ. Đây, để mình xem nào, bọn Kirby Toilet này có bao nhiêu người các bạn nha. Xem nào, đôi 4 6 8 9 này, bên này có 9 người, bên này thì sao, đôi 4 6 8 10, bọn chúng có 19 người các bạn ơi. 19 này với tên này nữa là 20 với 5 tên ở đây nữa, chính là 25 tên Kirby Toilet các bạn ạ. Wow, ghê thật sự đấy. Còn bọn mình có tới cả 100 người cameraman cơ mà các bạn ơi. Bọn mình sợ gì, chúng tôi sẽ giành được chiến thắng nếu như tất cả các bạn đang xem cái video này ủng hộ chúng tôi, ấn like, ấn đăng ký kênh giúp chúng tôi nha các bạn nha. Bây giờ nhân BB sẽ cho bọn Kirby Toilet kia biết một bài học. Tất cả những người anh em cameraman ơi, người đầu loa ơi, hôm nay chúng ta sẽ đánh bại bọn Kirby Toilet này. Vì những bạn đã ấn like, ấn đăng ký kênh ủng hộ chúng ta hết rồi, nên là chúng ta không phải sợ gì nữa đâu. Cứ thế mà chiến đấu thôi các bạn ạ. Chắc có lẽ là bây giờ thì nhân BB sẽ xuống chiến đấu cùng các người cameraman đấy các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, thấy đội quân này đông như thế này cơ mà thì sợ gì kẻ địch đúng không các bạn ơi. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò thôi. Nhưng mà những người anh camera này toàn những người thông minh đấy các bạn ơi, toàn những chiến binh quân đội giỏi đây, nên là bọn tớ sẽ giành được chiến thắng nha các bạn ơi. Nếu các bạn thích người cameraman thì các bạn hãy bình luận phím 1 nha các bạn nha, để bọn mình có động lực giành chiến thắng nha. Phím 1 là cổ vũ cho người cameraman, còn phím 2 là cổ vũ cho Kirby Toilet nha anh em nha. Ok ok ok. Được rồi, bây giờ thì
Chắc có lẽ là mình sẽ đưa tất cả những anh em người cameraman này đi xuống bên dưới thôi các anh à. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống bên dưới nha, để chuẩn bị chiến đấu đánh bại kẻ địch chứ, đúng không nào? Ok các bạn ơi, bọn mình đã xuống bên dưới rồi đây, các bạn nhìn này. Ui, đội quân camera đứng xuống bên dưới rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, xếp thành thẳng hàng luôn các bạn nha. Ui, ngầu 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 quá các bạn ơi. Anh cameraman đẹp trai quá. Hôm nay chúng ta sẽ đánh bại bọn Scurvy Toilet thôi. Bọn chúng cũng không mạnh đâu, bình thường thôi. Hôm nay chúng mình không có sự trợ giúp của người cameraman khổng lồ, không có sự trợ giúp của Speakerman khổng lồ, nhưng bọn mình vẫn tin tưởng là có thể đánh bại được bọn Scurvy Toilet này. Các bạn ơi, nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ bọn mình. Ai, đây này, bây giờ thì mình sẽ lấy vũ khí của mình ra các bạn nha. Đây, các bạn xem đây, vũ khí của mình là bây giờ mình chọn cái vũ khí nào mạnh mạnh một tí các bạn ơi. Chọn vũ khí nào bây giờ? À, để mình đang tìm các bạn nha. Vũ khí của mình sẽ là cái súng màu đỏ này. Ừ, cũng bình thường thôi. Đây, cái súng này cũng bình thường. Đấy, các bạn ơi, cây gậy này. Wow, các bạn gì đây? Cây gậy này giống vũ khí của những chiến binh của cameraman phóng ra tia sét đấy các bạn ạ. À. Wow, các bạn thấy chưa? Úi giời ơi, ngầu lòi luôn anh em ơi. Cây gậy này mạnh lắm đấy anh em ạ. Wow, được rồi, được rồi. Chúng ta đã có sức mạnh của cây gậy này rồi thì chúng ta còn sợ gì kẻ địch gì nữa. Hôm nay nhân BB sẽ cùng tất cả những người đeo camera và cây gậy pháp thuật chi sắt này đánh bại bọn Scurvy Toilet kia. Ui các bạn nhìn này. Wow, các bạn ơi. Ui các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra cái súng này có thể bắn ra một quả nổ các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Ui ghê chưa, ghê chưa. Wow 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 wow, đấy đã nổ luôn các bạn ơi, đã nổ tia sét luôn các bạn nhìn này. Wow, nó lấy sức mạnh tia sét từ trên trời các bạn ơi. Wow, cái này mạnh quá. Mà bây giờ mình với mang ra mình đấu với bọn Scurvy Toilet, những người anh em camera, chúng ta sẽ chiến đấu nha. Đây các bạn ơi, mình sẽ đứng ở đây, các bạn hãy nhìn tất cả những chiến binh cameraman của mình đánh bại bộ Scurvy Toilet đây anh em. Tấn công, chiến đấu nào. Wow các bạn nhìn đi, đấy một số người cameraman đang tiêu diệt kẻ địch. Wow, trời ơi các bạn thấy chưa? Wow, mạnh chưa các bạn ơi, mạnh quá, mạnh quá. Nhưng mà cái bọn Scurvy Toilet kia, bọn nó đang bị ngu các bạn ơi. À, bọn nó bị ngu hay là bọn nó không dám lên đây vì đội quân của mình quá là đông luôn các bạn ơi. Wow, đấy, tấn công cả đây. Để nhân BB xuống xem mấy TKT Scurvy Toilet nào. À, thì ra bọn chúng vừa bị ngu mà một số tên còn sợ nữa các bạn ơi. Đấy, bọn chúng không dám đi lên, bọn chúng chỉ đứng tụm lại với nhau thôi, không dám đi lên đấu đâu. À, trên đây chắc sao, mấy tên này có dám hay không? À, ui trời ơi các bạn nhìn kìa. Wow, một tên đã bị tiêu diệt rồi. Wow 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 wow, hai tên này nữa luôn. Các bạn ơi, hay quá, cảm ơn các bạn đến này, bọn mình có thể đánh bại được bọn Scurvy Toilet này rồi. Tấn công đấy, mình sẽ đưa hết bọn này đi các bạn ơi. Đấy, tên nào lên là bị tiêu diệt luôn. Yeah yeah yeah, hay hay hay, đội quân này mạnh lắm anh em ơi. Cố lên nào, cố lên nào anh em ơi, cố lên nào, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng thôi. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Wow, người cameraman ơi, chúng ta, ui các bạn ơi, người cameraman vừa bị tấn công. Thì ra là những tên Scurvy Toilet khổng lồ của chúng ta tấn công người cameraman này các bạn ơi. À, mấy tên kia có giỏi thì Kami đến đây, giỏi đây, bây giờ mình sẽ đưa mấy cái tên này xuống các bạn ơi, cho hắn bọn chúng đấu với lại đội quân cameraman, cho đội quân cameraman tiêu diệt bọn chúng đi. Tuổi gì anh em, tấn công, tấn công, tiêu diệt Scurvy Toilet. Tấn công nào các bạn ơi, tấn công đánh bại đi. Wow, ui các bạn ơi, ui người camera đang bị tiêu diệt. Ôi không, trời ơi các anh ơi, camera ơi. Ui ui các bạn ơi, đội quân của mình đang bị mấy tên Scurvy Toilet quân đội đánh bại rồi. Ôi không các bạn ơi, trời ơi mấy anh ơi, các anh ơi, trời ơi, nhân BB xin lỗi các anh vì đây là một trận chiến. Nhân BB rất muốn các anh có thể đánh bại được bọn Scurvy Toilet nên mình đã mang bọn chúng xuống đây, và bây giờ bọn chúng đã tiêu diệt hết người cameraman rồi. Hôm nay bọn mình không có sự
giúp đỡ của người Titan khổng lồ. Các bạn ơi, thế là mình thua cay quá. Bọn Scooby Toilet kia có giỏi mi đến đây mà đấu với nhân Bibi này. Tấn công, sau đây tuổi gì đấu với nhân Bibi? Tuổi gì đấu với nhân Bibi anh em? Tấn công nhá. Ta sẽ sử dụng hết sức mạnh của ta với cái gậy phép thuật này đánh bại Kami. Tấn công bọn chúng, tấn công nhá. Wow các bạn ơi, tên này mạnh quá các bạn ơi. Mình đang tấn công đạn nổ vào người của hắn đây, nhưng mà hắn trâu quá. Latan tấn công. Hai tên này phát hiện ra mình luôn các bạn ơi. Bọn chúng tấn công mình này các bạn này. Tấn công, tiêu diệt đi nào. Cố lên nhân BB ơi. Các bạn ơi, ấn like, đăng ký kênh giúp mình để mình có thể đánh bại được bọn Scooby Toilet này. Ui, bọn chúng đang gọi theo mình, bọn chúng đang bắt mình này. Cố lên nào các bạn ơi, ấn like, đăng ký kênh. Wow, mình vừa tiêu diệt được một tên Scooby Toilet rồi. Ui, cảm ơn các bạn nha. Tấn công, wow, đốt cháy hai tên luôn. Yeah, tuyệt vời lắm. Với cây gậy rất mạnh này thì mình có thể báo thù cho đội quân người cameraman rồi. Yeah, anh em xong nè. Tấn công thế này ha. Mấy cái tên kia ta sẽ trả thù cho đội người cameraman. Mấy cái tên Skidimi Tone kia các vị không thể đánh bại ta đâu, bởi vì ta đã được các bạn ấn like rồi. Đây là mấy tên Skidimi Tone trả châu. Ta sẽ thế này cắn mình. Wow các bạn ơi, hắn hất văng mình bay 1000 km luôn. Ai ui, đau quá đây trên kia nha. Ta không đùa với mi đâu, mi tưởng ta đùa mi. Các bạn ơi, tên boss này, cái chủ cuối này. Tấn công thế này. Hắn thấy mình có cái gậy này, hắn trốn rồi các bạn ơi. Wow, tên này ghê đấy, tên này chạy hơi bình nhanh ấy nha các bạn nha. Rồi mọi người ơi, chiến này đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có thể đánh bại hết bọn Scooby này. Ui, nó cắn mình đấy. Ghê quá. Ui giời ơi, tuổi gì bắt đánh nhắn BB. Ui, nó cắn được mình ngay các bạn ơi. Ui, đánh bại được chúng tôi. Nạp đạn. Đốt cháy hết tất cả bọn chúng. Wow, mấy cái tên này tuổi gì đấu với nhân BB. Khi nhân BB có cái cây gậy này, ui, nó lại cắn được kiếm này. Mọi người ơi, cứu mình. Ui, các bạn ơi. Ui, trời ơi, nguy hiểm quá. Ui không, mình bị nó cắn và nó lát luôn máy rồi qua đây. Nó cắn đứt mạng nhà mình rồi. Ôi giời ơi, ghê. Hắn lại hất mình ra đây nha. Mình nhìn thấy tên boss đang trốn ở đây các bạn ơi. Mọi người ơi, đánh bại tên boss này. Tấn công, tiêu diệt tên boss. Ôi không các bạn ơi, súng của mình hết đạn rồi. Ôi không, trời ơi các bạn ơi, vũ khí của mình bị hết đạn rồi. Ôi không, khổ thân mình quá. Hôm nay nhân BB muốn dùng sức mạnh của cây gậy này để đánh bại bộ Scooby Toilet, trả thù cho người đầu camera. Như cây gậy này của mình bây giờ hết đạn rồi, không còn sức mạnh nữa rồi các bạn ơi. Ôi không các bạn ơi, buồn quá đi. Các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo nha các bạn nha, để ngày mai mình sẽ tiêu diệt tất cả bọn Scooby Toilet này để trả thù cho người camera các bạn ơi. Ôi không, chắc có đêm bây giờ mình phải đi trốn bọn chúng thôi. Bọn chúng đông quá, mình không còn vũ khí các bạn ơi. Wow các bạn ơi, wow, mình vừa phát hiện ra một cánh cổng thần kỳ. Wow, đưa bọn mình một phát lên tầng luôn. Chỗ này mình có thể xây căn cứ và mình có thể chế tạo ra được rất nhiều người cameraman. Các bạn ơi, nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.